Ngày xưa trong triều đình Á Châu, đặc biệt Đông Nam Á, có ba chức quan gọi là Tam Công, là Thái Sư, Thái Phó và Thái Bảo. Nhưng chữ công còn có nghĩa là việc làm. Trong bài tin mừng hôm nay thì chữ bình, công bình còn có cái nghĩa nữa là giữ những gì mình đã thỏa thuận. Cho nên kết luận qua cái bài tin mừng của Chúa Nhật 25 thường niên, chúng ta phải nuôi dưỡng lòng biết ơn Thiên Chúa hơn. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, bình bình Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn sau đây: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm đi ra thuê người làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một quan tiền. Ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ở ngoài chợ. Ông bảo họ, các anh cũng hãy đi làm vườn nho cho tôi, tôi sẽ trả công cho các anh xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Mà đến giờ thứ mười một, ông lại trở ra, thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ, Sao các anh cứ đứng nhưng không thế này suốt ngày? Họ thưa, không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ, các anh cũng hãy đi làm vườn nho cho tôi. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng, hãy gọi những người làm thuê lên mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết, cho tới người đến trước hết. Vậy những người làm giờ thứ 11, đến lãnh, mỗi người cũng một quan tiền. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một quan tiền. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ. Những người đến sau chỉ làm có một giờ thôi, còn chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày, mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Ông chủ trả lời với một trong những người trong nhóm đó rằng, Này anh bạn, tôi đâu có làm thiệt hại cho anh. Chớ thì anh đã không thỏa thuận với tôi về một quan tiền sao? Anh hãy cầm lấy phần anh mà đi. Tôi muốn trả cho người đến sau, người đến sau hết bằng cách trả cho anh. Tôi có làm được phép như ý tôi muốn không? Hay mắc anh ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, người đến sau hết sẽ nên trước hết và kẻ đến trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, khen Chúa. Kính thưa hai cha và kính thưa cộng đoàn. Như vậy thì phải nói cái chủ đề hay là cái nổi bật nhất ở trong bài tin mừng mà tôi chọn vì có nhiều bài học lắm, tôi chọn hai chữ công bình trong phúc âm hôm nay. Tôi nhớ tới lời khuyên của một bậc thầy trong dòng La Sang lúc chúng tôi học Đại học Sư Phạm. Ông thầy qua đời rồi nhưng ông nói rất là giỏi, rất là thấm thía rằng sau này trở thành thầy giáo, hãy nhớ một điều, đừng bao giờ đánh mất sự công bằng. Đừng bao giờ xử bất công với học sinh, bởi vì sau này 20 năm, 30 năm, 40 năm các em lớn lên. Các em học giỏi hơn, thành đạt hơn, nhìn lại thấy có những điều ông thầy dạy sai. Các em vẫn tha thứ, chấp nhận. Nhưng những gì đối xử bất công với các em, đó là vết thương các em mang suốt đời. Cho nên hôm nay tôi mời tất cả mọi người cùng tìm hiểu với tôi hai chữ công bình mình hãy đọc hai chữ chữ hán thì phải đọc hai chữ hán công bình là hai chữ hán bằng là tiếng tiếng nôm của mình chữ công có nhiều nghĩa quá làm tôi thấy sợ công là cái gì chung cho mọi người ví dụ mọi người đồng ý mình gọi là công nhận rồi công là cùng làm chung ví dụ cùng đồng ý làm cái gì đó cùng làm chung để đời cùng hưởng. Công cũng là của chung của mọi người, giống như công viên, công sở. Công là việc của vua quan, các quan ngày xưa, cho nên mới gọi cái chỗ quan ngồi là công đường. Công là một chức quan. Ngày xưa trong triều đình Á Châu, đặc biệt Đông Nam Á, có ba chức quan gọi là tam công, là thái sư, thái phó và thái bảo. Mình, mình xem phim tàu mấy, mấy ca đoàn chắc xem phim hồng kông nhiều biết công cũng là ông bố chồng nhé công 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 cũng là một cái chữ để gọi ông ông cụ nói nói chung công là để gọi một con đực nó khác với con mái hay con cái cho nên cái con mà mang chữ công thì là con trống hay con mái mang chữ mẫu là con cái. Công là một chức tước trong triều đình, cả từ châu Âu đến bên mình, nhất là bên châu Âu, là chữ công là cái tước cao nhất, sát bên vua, công hầu bá tử nam. Nhưng tôi thích nhất cái nghĩa của động từ trong tự điển Hán Việt thiều chủ. Ông viết thế này, công là sự ngay thẳng, không thiên tư, không tư túi gì cả, cái chữ tư túi dùng lạ, tức là không có có lợi gì cho mình cả. Đó gọi là công. Tôi nghĩ chữ công đó được áp dụng trong chữ công bình. Nhưng chữ công còn có nghĩa là việc làm. Một cái việc đang thực hành cho nên mới có chữ công trường. Hay là thi công. Công cũng có nghĩa là cái việc mình làm có giá trị như công lao, công nghiệp. Hai không? Cho nên rất nhiều người sẽ hiểu lầm chữ công sau này với chữ công mà tôi vừa đọc là ngay thẳng, không thiên tư, không thiên vị, không tư túi gì cả. Thế còn chữ bình, trong cộng đoàn mình nhiều người tên bình, cả đoàn cũng có đó. Bình thứ nhất có nghĩa là cái vách che, nên mới khổ thế. Che trước cửa để chắn gió, gọi là bình phong. Bức bình phong bình cũng có nghĩa là yên ổn không có tranh chấp cho nên mới có chữ hòa bình bình nhưng bình có nghĩa là bằng phẳng tôi thích cái nghĩa bình có nghĩa là rất là thông thường ví dụ như bình dị bình nhật là ngày thường bình sinh là đời thường của mình bình có một nghĩa đặc biệt ít ai dùng đó là sai khiến tôi không bàn ở đây nhưng bình tôi chọn cuối cùng là sự bằng nhau không thiên lịch không để cái cao cái thấp thì gọi là bình vậy thì chữ công bình của thiên chúa hôm nay trong bài tin mừng qua cái dụ ngôn của chúa giêsu dùng hai nghĩa thứ nhất sự công bằng của chúa là ngay thẳng không thiên tư không tư túi gì hết chúa chả có lợi gì trong cái vụ này và bình là bằng nhau không thiên lệch đối xử mọi người như nhau trong bài tin mừng hôm nay thì chữ bình công bình còn có cái nghĩa nữa là giữ những gì mình đã thỏa thuận mình đã hứa với nhau mình đã giao ước với nhau mình đã giao kèo với nhau thì mình giữ người ta gọi đó cũng là giữ đức công bình vậy bây giờ trở lại bài tin mừng tôi không đọc lại nữa nhưng mà quý ông bà thấy mình sẽ hiểu sai thứ nhất mấy cái ông mà đến làm đầu tiên suốt 12 tiếng đồng hồ ví dụ tới giờ thứ 11 còn có một tiếng nữa à, mấy ông đó cũng được một quan tiền thì mấy ông kia nghĩ về công là công lao công là công nghiệp cho nên chắc chắn mình phải hơn chứ họ quên chữ công bình là giữ những gì đã thỏa thuận mình đồng ý mà cho nên ông chủ mới nói lại đó tôi đã thỏa thuận với các anh ngay từ đầu như vậy thì mình hiểu và mình sống như thế này. Tôi cũng sống như vậy, tôi nghĩ rằng vì tôi có công cho nên Chúa phải thương tôi nhiều hơn người khác. Vì tôi ở trong đạo từ nhỏ đến lớn cho nên cái người mới rửa tội ác phải thua. Không. Chúa không xét về công lao, công nghiệp mà Chúa là công bằng hay công bình. Rất nhiều người cứ nghĩ Tôi chưa hề phạm tội Tôi chưa hề bỏ đạo Tôi chưa hề làm mất đức tin Tôi chưa hề làm thiệt hại gì cho giáo hội à, Chúa phải trọng tôi hơn Và cái ghế trên thiên đàng Chắc phải êm hơn à, Cái này vui quá Trật lất trong bài tin mừng hôm nay Không chắc Tôi đọc kinh nhiều hơn Cái người kia chả thấy nó đọc gì hết Chúa không thương nó đâu Coi chừng cái đầu của mình sai khi đối chiếu với bài tin mừng này. Tôi thấy bài học rất hay là vì chúng ta hiểu sai chữ công. Chúng ta coi công nghiệp. Chúng ta lập công để được cứu độ. Không đúng. Chúa không cần. Chúa không cần những công lao, công nghiệp, công sức của mình. Mặc dù mình cộng tác, đúng. Nhưng Chúa không cần. Chúa khác với mình rõ ràng. Thưa quý vị, làm sao mình giống Chúa được vì Chúa là đấng tạo hóa, còn mình là gì? À, một người nói đúng chữ, mình chỉ là loài thụ tạo, chứ đừng có nói mình là tạo vật nha. Đó là người đó có nhớ bài tạo hóa là cái đấng hóa mọi sự tạo thành mọi sự, tạo vật là cái đấng tạo thành mọi vật. Lâu nay mình cứ dùng lầm chữ Hán Việt Mình là loài thụ tạo Thụ là được Là nhận sự tạo dựng của Thiên Chúa Làm sao giống nhau được Một trời một vực Mình so với con kiến Vẫn còn gần nhau hơn Mình so với Thiên Chúa Y như tôi mời quý vị Mặt trời so với trái đất nè Quý vị tưởng tượng đi Nếu mặt trời bằng tòa nhà 10 tầng thì trái đất bằng trái nhãn á là so nhau là đã thấy một trời một vực rồi đó chưa nói những hành tinh khác còn to hơn mặt trời của mình nhiều nếu mình so mình với thiên chúa mình sẽ cảm thấy giật mình và choáng ngột thở không được đó nhưng mà bài học từ hôm nay thấy thứ nhất bài học đừng kể công của mình trước mặt chúa Chúa không thèm nhìn đâu. Thứ hai, Chúa rất quảng đại đi tìm những người không ai dùng. Đó, tới giờ thứ 11, không ai thuê mấy người đó, Chúa đi tìm. Cho nên, cả cuộc đời mình, tôi tin chắc, bất kỳ lúc nào Chúa cũng lân la đi tìm, làm quen để kéo mình về. Thứ ba, bài học thứ ba làng chúa quan tâm đến hoàn cảnh cảnh của từng người mà mỗi người cá biệt chứ không phải chung chung bài học thứ tư chúa hành động không phải đem lại lợi ích cho một người hay một nhóm người nào đó nhưng chúa làm có lợi ích chung và cái lợi ích đó không phải nhất thời mà là một lợi ích lâu dài cho nên qua cái bài tin mừng hôm nay, mình cảm tạ Chúa vì Chúa quảng đại vô biên đối xử với chúng ta ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Chúng ta không có gì hết để mà kể công. Cho nên kết luận qua cái bài tin mừng của Chúa Nhật 25 thường niên chúng ta phải nuôi dưỡng lòng biết ơn thiên chúa hơn thật sự vậy đó là thái độ ngoan hiền nhất biết cám ơn chúa tạ ơn chúa vì bất kỳ điều gì chúa gửi đến chúa có kế hoạch của ngài đừng cho rằng những tai ương bệnh hoạn kéo đến là chúa phạt mỗi ngày hãy dâng lên chúa lời kinh biểu lộ tâm tình biết ơn không cần nói dài cảm ơn chúa cho con một ngày mới rồi dâng lên chúa những gì mình chưa đạt được vì mình yếu đuối mình trình bày không giấu giếm kể cả những tội lỗi của mình bởi vì đáp ca chúng ta vừa nghe chúa gần gũi với bất kỳ ai kêu cầu Ngài Nhất là những người thành tâm cầu khẩn Xin chúc hai cha và cộng đoàn Một ngày Chúa Nhật thật biết ơn Chúa Biết ơn với thời tiết thật đẹp Những người ở nước Úc biết ơn vì một cái đất nước An toàn, hạnh phúc Biết ơn vì giáo hội cho chúng ta lớn lên trong con đường đức tin để mỗi ngày đi về với Chúa Giêsu gần hơn và nhớ đừng bao giờ tính công nó kinh khủng lắm mình vẫn mang cái đầu óc chữ công bình là công lao của mình thưa không công là không thiên tư không có bỏ túi không có lợi lịch, lợi ích gì cho mình Chúa đã chấp nhận như vậy Xin hãy đối xử với con cái trong nhà Cũng đừng bất công Nó để lại vết thương cả đời đó Cho các em Mình biết rằng Trong đám con của mình sẽ có đứa ngoan Biết chiều chuộng mình Đoán ý của mình Và có những đứa sẽ làm cho mình lo lắng và buồn Đó là điều đương nhiên Tôi vẫn thường nói với quý vị Chúa dựng nên mọi loài điều đẹp nhưng đối với tôi đó Có vài cái con nó không đẹp Chúa đâu có trách tôi Tôi không xử bất công với những con vật đó Có vậy thôi Ví dụ Trong hai ba trăm trẻ em ở đây Sẽ có những đứa thật dễ mến Dễ thương Cũng có những đứa Nó ương ngạnh Nó nghe lời mình Đừng vì vậy Mà xử bất công Rồi cả hai vợ chồng sống với nhau Hãy tìm hiểu lại hai chữ biết ơn đi Không có trễ đâu Đừng thấy cái công của mình Làm cho người kia Hãy tập nhìn ra Những gì người kia làm cho mình Tôi tin chắc Lúc đó qua cái lòng biết ơn Thiên Chúa Hai vợ chồng sẽ biết ơn nhau Và xử rất công bình Với con cái Đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa trắng rằm ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào để từ đây dẫn đôi nhiệm màu để ngàn sao tôi hằng ghi dấu đến bên tôi đêm mùa xuân hoan nở rộn khung trời từ đó trong tôi hương hồng ân dâng chào phơi phới từ đó trong tôi bao niềm vui tiếp nối một đời như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời cho chọn kiếp lắng vơi Chúa ơi, Chúa đưa con về Tình yêu tuyệt đối Từ đây, Chúa đưa con về Mùa xuân hạnh phúc Ngàn năm trăng phai Chúa ơi, tháng năm mong chờ Tình yêu tố thắm, niềm mơ trái con này nguyện dừng lên chúa sẽ không phải mơ